Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia một trình để góp claim 100 triệu token có ký hiệu CDOT các bạn. Thì để được claim được con này thì các bạn cần click vào link mô tả dưới video mở đường phong nha các bạn. Sau đó các bạn mở địa chỉ chocolate cho tất cả các bạn ra nè. Các bạn copy địa chỉ với pin bi sẽ mở trên cho tất cả các bạn nè. Sau đó các bạn dán vô đây nè. Rồi dòng tiếp theo thì bằng địa chỉ email của các bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào, tôi không phải là người máy nè. Rồi bấm claim my drop. Như vậy là xong nha các bạn. Các bạn gì có liên ghép mình chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.